được một số việc thế này. Đó là có rất nhiều người ở hải ngoại, rất nhiều người ở hải ngoại bắt đầu có cái tâm tư tìm về đất nước. Có người, nhiều người liên hệ với tôi, nhưng tôi có một số bác bạn tìm về đến tận Đồng Tháp đây và cùng tôi ăn cơm, ông trao đổi với tôi rất nhiều, và dĩ nhiên tất cả những cái tâm tư của họ cũng chỉ mong muốn xây dựng đất nước đấy. Và họ dĩ nhiên ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng là tất cả đó là những cái người Việt kiều yêu nước. Tôi thấy tới giờ này họ cũng không có những cái biểu hiện gì gọi là chống phá cả. Tuy nhiên thì thời gian qua thì rất nhiều cái nick Facebook ở trên mạng xã hội mà có chống đảng nhà nước ta đấy, nó có một cái điểm chung thế này nè các bạn, đó là họ lân la làm quen, thân thiết, trao đổi với tôi và cũng rất là nhiều người về những cái tình hình đất nước, rồi bày tỏ quan điểm cảm xúc ủng hộ đất nước thế này thế khác. Nhưng cái điểm chung của họ là thời gian gần đây tất cả đều rớt cái mặt nạ của họ xuống hết, đó là lợi dụng vào việc chúng tôi đã tin tưởng họ và họ bắt đầu quay qua chống phá. Như bạn thấy cái trường hợp của cái người Việt kiều có tên là Thanh Hồ, hình như là tôi nhớ trước đây có cái Facebook là ngựa buồn thương nhớ gì đó, nhưng mà Facebook này là Thanh Hồ, thì lại bắt đầu là thời gian trước ủng hộ nhà nước ta rất là mãnh liệt và tất cả đều rất tốt, ông này tốt. Chỉ có điều là thời gian gần đây ông ấy bắt đầu chửi, đó là cựu chiến binh Việt Nam là cục cứt bò. Một ta tuốt về tôi phải nói, tôi rất ghét tất cả những cái người mà chửi các cựu chiến binh Việt Nam, bởi vì cựu chiến binh Việt Nam là những người đã xông pha trận mạc, là những người đã bỏ ra xương máu của mình, đã hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình vì quê hương đất nước. Và đất nước của tôi, của các bạn, của chúng ta ngày hôm nay ở đây là vì được như thế này, là do xương máu của tất cả các cựu chiến binh đã để lại chiến trường, là công lao của họ. Không biết ơn họ thì thôi, lại mở giọng vô ơn thở ra những lời vô phúc đó. Nếu như nó được thở ra từ một cái miệng nào đó trong nước này thì chắc là giả rớt ra mấy cái miệng đó. Nhưng mà tôi cũng bực bội, nhưng cũng nói thế này: thân phận của ông Thanh Hồ trước đây, nếu ông là người của Việt Nam Cộng Hòa, ông là người lính, gọi là lính đánh thuê, thì ông chửi các cựu chiến binh Việt Nam cũng là điều bình thường, bởi vì ông là kẻ thua trận, cai cú. Nó chỉ thể hiện ra cái sự nhục nhã của ông mà thôi. Ai đời một kẻ thua trận, bại trận mà đi chửi người chiến thắng mình? Người chiến thắng chưa bao giờ nhục, bởi vì họ luôn là người chiến thắng. Nói kiểu gì thì họ đang sống trên quê hương đất nước họ, và họ luôn là những con người chiến thắng. Còn riêng ông, những người ở bên kia thua trận chạy đến tụ quần, các ông tự hào là quân lực hạng tư thế giới, nhưng mà lập kỷ lục là hạng nhất thế giới về vấn đề chạy, chạy xa nhất thế giới, chạy lâu nhất thế giới, chạy nửa vòng trái đất. Mà nhục nhã nhất là chạy nhanh nhất, trong khi các quan thầy của các ông Mỹ còn đang chưa kịp di tản dân chúng của họ, những cái người gọi là quan chức của Mỹ còn chưa kịp chạy thì các ông đã chạy trước rồi. Các ông làm cho cả bu Mỹ các ông còn ngỡ ngàng, thì nói gì tới cái việc yêu quê hương đất nước mà ông miệt thị nhục mạ các cán bộ hay là các cựu chiến binh của chúng tôi ở đây. So với các cựu chiến binh các ông thấp lắm. Ông Thanh Hồ, không phải chỉ như ông Thanh Hồ không, mà cả những kẻ nào đang cố gắng rửa cái mặt ngụy quân ngụy quyền của mình cũng là những kẻ không có ra gì. Rõ ràng mình thua trận là bởi vì mình không có chính nghĩa, bởi vì mình là ngụy, là mình là kẻ đánh thuê, mình không chính. Ngụy thì không thể chính được, bởi vì mình có bao giờ có một cái lý tưởng nào đó để bảo vệ cái Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà mình chỉ là thành đồn, cái đồn chống cộng của thằng Mỹ mà thôi. Và nó trả lương cho mình, nếu nó trả thì mình là chống cộng, nó không trả thì mình không chống nữa, bởi vì mình là đánh thuê, lãnh đạo của mình đã nói thế, đúng không? Do vậy cho nên là những người là đi từng đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa giờ đây về đòi bỏ đi tự ngụy thì rõ là sự chơ chẽn. Bỏ đi tự ngụy đó hay không là do người trong nước chúng tôi, vì lòng nhân đạo, vì sự đoàn kết hòa hợp mà chúng tôi không nhắc tới nữa thì được. Chứ không có cái chuyện ở đây là các người đề nghị, đề xuất phải bỏ hay không bỏ tự ngụy.
Đó chính là cái ý kiến mà tôi muốn gửi đến ông Thành Hồ cũng như những người đang lợi dụng cái mác Việt Kiều về đây, lợi dụng nghị quyết 36 muốn hòa hợp hòa giải gì đó về đây để mà chống phá. Đó là cái ý kiến của tôi đó gửi đến các vị.